Ôi gãy cổ luôn kìa, dã man nhỉ. Khung này yếu nhỉ. Đứng vào đi em ơi, đứng vào cho xe đi. Khung yếu nhỉ. Cho nên ký sức luôn. Khung Exciter đã bị gãy. Exciter này, Exciter Việt Nam hay tàu? Việt Nam. Yamaha Việt Nam không? Gãy cổ luôn. Con này thì không gãy nhỉ. Wheeler. Này có biển này. Em thương binh ra đây xem tính như nào. Ôi. Cặp với lại. Bông nhau luôn. Con này không gãy nhưng mà được cái là méo càng rồi. Đã méo càng. Người có bị làm sao không ạ? Con 57 con 50. Con Wheeler này con hơn. Nồi đồng cuối đá. Một con gãy đầu, đánh một con gãy đồng, con gãy đít. Con này thì gãy đít, con kia gãy hết tan đầu rồi. Đầu gãy tan. Gãy đít, gãy đít con kia đánh đầu. Gãy đầu con kia đánh. Cái đơn này giảm đấy. Ô con này. Không có chuyện tử. Tăng ca. Tông thẳng. Ủa sao đâm con này hay là như thế nào? Mà trong khi đó cái đường ưu tiên người ta được phép chạy 60 người. Các bác đứng gọn vào trong mé đường đi. Để nó xử lý tất cả cái mà cầm. Con này bị méo càng rồi nha các bác. Ai còn méo càng. Người có bị làm sao không các bác? Không, người đây anh em xe đỏ cái này đâm nhưng mà em đi từ trên này xuống bạn ấy từ ngõ này ra đi nhanh quá không nhanh anh bạn ra quá giữa đường làm sao mà xử lý nổi đấy người không sao là tốt rồi và thế mày bạn kia đâu chủ nếp hai xe đều tính hết cả ấy không càng chả lý do thì con này dụng ra như này và con kia không bị không đĩa phành cong luôn đèn đang ở cái chú thả được cái gì chú đang đứng ở chỗ tai nạn này la thế rồi mà ừ, những thằng bạn cháu đâu có thấy đâu. Ừ. Đấy là. Ừ. Đây. Đưa mẹ nó về đây. Đi về sao? Nhưng mà đi từ đâu rồi? Xe mình nó xe lỏ lắm, xe luôn. Đây à. Dạ vâng, con nhà. Cua từ trong này ra cơ. Cứ bẻ cua 24B2 294 57. Ông cua trở về cho. Winner là 24B2. Ơi. Cái gì mà được nhé. Okay,
chiều cũng giờ. Đúng không? Số 20 à? Đêm.